Recording in progress. Thưa quý vị là sẽ tắt cái camera ha. Với lại cái máy nó bị sự cố cái loa vào cái buổi dạy tối hôm qua. Cho nên nó là cái phần thu á thì nó dễ, có nghĩa là nó không có bị ảnh hưởng, nhưng cái phần khi mà mình tương tác á, thì quý vị nói thì cái loa bên máy tính nó bị sự cố, cho nên nó sẽ không phát không rõ, cho nên cái nó sẽ ghi âm cái bài học nó không có rõ cái phần quý vị trao đổi á. Cho nên quý vị cứ việc thắc mắc hay là muốn hỏi gì thì quý vị cứ nhắn tin thì mình sẽ trả lời trên cái tin nhắn đó, thì nó sẽ rõ hơn là quý vị nói. Thì có thể là sẽ tối nay thì anh bên kỹ thuật kia anh qua anh mới trợ giúp cái phần xử lý cái máy, cái loa nó có vấn đề. Mình bắt đầu ha. Hôm trước mình học về cái trí nhớ song song với lại cái hoạt động nhận thức. Khi mà cái quá trình cảm giác và tri giác nó diễn ra thì trí nhớ như là một cái cầu nối khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng. Cái việc mà các giác quan mình nó hoạt động như các cái máy ảnh sao chụp lại các cái hình ảnh thay thế cho sự vật thật biến trở thành các biểu tượng, thì trí nhớ đóng vai trò là lưu trữ cái thông tin đó vào trong cái kho chứa để sử dụng khi cần và cung cấp cho cái hoạt động nhận thức cao hơn, đó là hoạt động nhận thức lý tính, đó là tư duy và tưởng tượng. Như vậy thì trí nhớ nó xuất hiện song hành cùng với tất cả các hoạt động tâm lý. Ngoài trí nhớ ra thì chú ý cũng là một trong những cái quá trình tâm lý mà nó cũng xuất hiện song hành với lại cái trí nhớ. Và chính vì vậy cho nên là chú ý nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động nhận thức. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần chú ý để tìm hiểu về cái chú ý một tí. Thứ nhất, chú ý là cái gì? Đó là sự tập trung của ý thức và đối tượng để định hướng hoạt động và đảm bảo cái hoạt động đó nó tiến hành có hiệu quả. Như vậy rõ ràng là khi cái hoạt động nhận thức diễn ra, hay nói cách khác khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng, hay nói một cách khác ở trong nhà mình đó là căn tiếp xúc với trần, thì sự chú ý là sự hướng tâm, nó có ý nghĩa là cái sự hướng tâm đến chú tâm của mình vào đối tượng á, thì cái việc này nó sẽ giúp nhằm cái mục đích là định hướng cho hoạt động, và nhờ có sự tập trung chú ý cho nên trí nhớ nó được rõ ràng, cái việc lưu trữ thông tin nó rõ ràng. Và chính vì vậy cho nên là mình nắm bắt được cái thông tin một cách đầy đủ, và chính vì vậy cho nên cái hoạt động nó tiến hành có hiệu quả. Mình sang cái phần tiếp theo, đó là đặc điểm của chú ý. Đặc điểm thứ nhất là nó xuất hiện song hành với các hoạt động tâm lý, thì cái này mình mới vừa nói xong. Nó cũng giống như trí nhớ, xuất hiện song song với các cái hoạt động nhận thức cùng với trí nhớ. Mình sẽ thấy nếu như mà trong khi các giác quan tiếp xúc với cái đối tượng á, cái thân mình thì ở đó, cái thân mình, mắt mình vẫn nhìn, tai mình vẫn nghe, nhưng mà ý của mình thì lại đang tập trung nghĩ đến một cái vấn đề khác. Như vậy rõ ràng là mình đang chú ý đến cái khác, chứ không phải là mình đang chú ý đến cái đối tượng mình đang nghe hay là cái đối tượng mình đang thấy. Có nghĩa là thân mình ở đó, nhưng mà tâm của mình thì lại đang bận tâm với một vấn đề khác. Như vậy rõ ràng trong trường hợp này, cái sự chú ý đối với cái thực tại nó không có, mà mình đang bị thu hút bởi một cái đối tượng khác. Trong trường hợp như vậy thì chắc chắn rằng cái việc mà ghi nhớ nó sẽ bị ảnh hưởng. Và khi mà ghi nhớ nó bị ảnh hưởng thì cái thông tin mình lưu trữ nó không có chính xác, nó không có rõ ràng, và điều đó nó sẽ khó khăn cho cái quá trình tái hiện khi mà mình cần cái thông tin.
và nó ảnh hưởng đến cái quá trình ghi nhớ. Đặc điểm thứ hai, cái khả năng chú ý kém á, thì được gọi là đãng trí hay quên, hay là gọi là mê mờ và thực tại. À, mình hay còn gọi là đãng trí, mình chú tâm vô cái này thì mình lại quên cái kia, mình hay quên á. Và khi một người mình sẽ thấy là cái vấn đề khó khăn tâm lý của họ, có nghĩa là các cái khó khăn tâm lý, thì khi mà mình gặp cái sự căng thẳng, stress hay là các vấn đề tâm lý, thì cái khả năng chú ý là một trong những cái vấn đề nó sẽ có sự sa sút, khả năng tập trung chú ý kém đó, hay quên đó, đó là một trong những cái đặc tính mà khi mình sẽ thấy là xuất hiện các cái vấn đề về mặt là bất ổn á, về mặt tâm tâm trí á, thì đây là một trong những đặc tính nó ảnh hưởng đến cái hoạt động và chức năng sống của con người rất là rõ ràng. Đó. Chú ý nó có thể hiểu với cái sự tương đương ở bên nhà mình, đó chính là cái sự chú tâm trên đối tượng á, sự hướng tâm của mình đến đối tượng, cái sự chú tâm đó. Đặc điểm thứ tư của chú ý nó có biểu hiện ở bên ngoài á, là khi mà mình chú ý thì mình chằm chằm vào đối tượng, mình nhìn không có chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đối tượng, tâm của mình hướng đến trên cái đối tượng đó. Đã. Cái biểu hiện bên trong của chú ý đó là khi mà mình chú ý lâu thì bắt đầu cái hơi thở của mình nó ngắn, thở vào á, cái nó sẽ ngắn hơn so với thở ra, nó sẽ có cái đặc tính đó. Như vậy thì mình sẽ thấy là gì, cái chỗ chú ý này nè, mình nó có hai loại chú ý. Nếu đứng trên cái bệnh viện về mặt tâm lý học hiện đại, thì sự chú ý nó là sự chú tâm một cách có ý thức, chú tâm một cách có ý thức. Như vậy thì khi mà mình chú ý, đó là một cái khả năng mà mình phải kèm theo sự hoạt động của ý thức, và mình phải có cái chủ đích để mình chú ý. Đã. Như vậy là cái chú ý này nó là một cái sự chuẩn bị có mục đích, có động cơ, có nhu cầu để đạt đến một cái kết quả. Đó là cái chú ý theo mình, chú ý theo mình ha. Thì tâm lý học nói về cái chú ý này đó là một cái là thuộc về cái lĩnh vực này. Tuy nhiên về mặt tâm của về mặt tâm thức của mình á, thì nó có một cái đặc tính, cái khả năng mà hướng tâm đến đối tượng là một cái khả năng tự nhiên, chú ý đó là một cái cơ chế tự nhiên. Khi các giác quan bị tác động, thì khi mà mình trở về với lại cái tác động đó, với cái kích thích đang diễn ra đó, nói theo ngôn từ của bên nhà mình đó là mình khi mà mình bị tác động, mình trở về với cái thực tại đó, thì sự chú ý nó đã có sẵn rồi. Chỉ cần mình trở về với cái thực tại đang diễn ra thôi, thì trong cái sự trở về đó nó bao hàm luôn cái sự chú ý một cách rất tự nhiên, và nó cũng không cần có một sự cố gắng nỗ lực bắt ép gì cả, căng thẳng gì cả trong cái quá trình chú ý. Thì như vậy nếu như mà mình phát huy được cái chú ý này trong cái điều kiện tự nhiên như thế, thì lúc đó cái chú ý này nó sẽ không gây ra cái sự căng thẳng, không gây ra cái sự căng thẳng. Còn nếu như mà mình bắt ép mình phải chú ý, như vậy rõ ràng là mình đang tăng thêm một cái chú ý theo mình nữa, kèm theo cái chú ý tự nhiên vốn có sẵn trong cái con người của mình. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ như thế này thì quý vị sẽ dễ hiểu nè. Bây giờ mình một số vị họ ngồi thiền á, họ ngồi thiền họ họ theo họ đếm hơi thở. Như vậy thì bây giờ nó có hai cái gọi là sự chú ý vào hơi thở. Cái thứ trường hợp thứ nhất là khi mình ngồi thì mình sẽ trở về với cái ngồi, và mình có hơi thở của mình nó như thế nào thì mình không cần bắt mình chú ý, thì mình có thấy không, mình vẫn thấy vì nó hoạt động mà mình trở về với hướng tâm đến cái hoạt động đó là mình đã thấy rồi. Mình đâu cần bắt ép mình phải chú ý, mình đâu cần bắt ép mình phải
phải chú tâm lên cái đó thì mình mới thấy. Đó, như vậy là mình chỉ cần trở về với cái thực tại là thấy ngay lập tức. À, như vậy đâu cần bắt ép mình phải chú ý, đúng chưa? Như vậy cái sự chú ý này là cái sự chú ý có sẵn, vốn có trong cái tâm thức, trong cái cơ chế vận hành tự nhiên của tâm thức. Đó. Cái loại chú ý thứ hai đó là mình bắt ép mình phải chú tâm trên cái hơi thở để theo dõi cái hơi thở. Đây là cái chú ý theo mình được lập trình để đạt đến cái kết quả mà mình mong đợi. Như vậy khi mà mình chú ý theo kiểu này á, mình sẽ có khuynh hướng là cố gắng nỗ lực để gạt bỏ những cái bị làm cho mình mất khả năng chú ý tập trung. Mình thậm chí mình có thể khó chịu, bực bội, không hài lòng với những cái tác động đó, và mình tìm cách để mình loại bỏ nó để mình có thể tập trung trên cái đối tượng, chú ý trên đối tượng. Như vậy cái chú ý này nó sẽ dụng, nó dụng công dụng 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 lực nhiều hơn, và nó sẽ dẫn đến sự căng thẳng và mệt mỏi. Đó. Như vậy nếu như mình bắt ép mình phải chú ý, hoặc là mình cho mình cái nhiệm vụ là phải chú ý trên cái hơi thở, như vậy chẳng phải mình đang có hai cái sự chú ý diễn ra. Một cái sự chú ý diễn ra một cách tự nhiên, chỉ cần mình trở về với cái thực tại, cái thực tế của cái thân là tự nhiên mình thấy hơi thở, đó là chú ý tự nhiên. Cái loại thứ hai là mình bắt mình phải chú ý trên cái hơi thở đó. Như vậy song song cái quá trình này nó diễn ra hai cái sự chú ý, và nó trở nên thừa và nó làm cho mình mệt mỏi, căng thẳng. À, như vậy thì cái chỗ này á, mình nói sâu hơn một tí để quý vị hiểu rằng cái chú ý trong tâm lý học hiện đại nó đề cập đến cái vấn đề đó là mình chú tâm một cách có ý thức, và mình chú tâm theo một cái cách cố ý có chủ định, để mình đạt được cái mục đích mà mình mong muốn. Còn cái ở trong nhà mình đó, sự chú tâm trên đối tượng một cách tự nhiên, đó là một cái cơ chế, một cái khả năng vốn trong cái sự cái tâm thức của mình nó đã có sẵn rồi. Và nếu mình biết phát huy được cái điều đó, mình trở về với cái thực tế của cái tâm thức của mình thôi, là tự khắc mình đã sống được với cái sự chú ý rồi, mà không cần phải dụng công, cần phải tốn sức gì cả, cũng căng thẳng gì cả. Như vậy thì khi mà mình chú ý như vậy thì nó sẽ dễ chịu, nó thoải mái, nó không dẫn đến sự mất quân bình. Đó thì cái đó là cái mà mình làm rõ thêm để cho quý vị là quý vị trải nghiệm, quý vị sẽ thấy được nó có cái hai cái sự chú ý. Và nếu như mà mình làm theo cái loại chú ý bắt ép thì nó sẽ dẫn đến sự căng thẳng. Cho nên mình chú ý theo cái mình muốn á, theo cái mình muốn á, thì một lát sau mình thấy người mình nó căng thẳng, nhiều mình nó nhức đầu, hoặc là như nó toát mồ hôi, hoặc là coi như mình sẽ thấy là gì, nó căng, nó căng, không? Đó thì khi mà mình trải nghiệm hai cái này mình sẽ thấy nó khác nhau lắm chứ không có giống nhau. Thì cái đó nói thêm để quý vị có thể khám phá thêm. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo. Đó chính là phân loại chú ý. Chú ý có thể chia thành chú ý có chủ định, chú ý không chủ định và chú ý sau chủ định. Loại thứ nhất đó là chú ý không chủ định. Đây là một loại chú ý tự nhiên, không cần nỗ lực để chú ý, không cần biện pháp gì để chú ý. Tuy nhiên nó không phải là cái loại chú ý một cách tự nhiên vốn có sẵn trong cái khả năng của sự cái vận hành của tâm thức, mà cái sự chú ý này thì nó lại bị do cái sự kích thích của cái độ mới lạ của kích thích đó, và cái cường độ kích thích và cái sức hấp dẫn của kích thích, cho nên nó bị lôi đi, nó bị lôi đi chứ nó cũng không phải là cái loại chú ý tự nhiên vốn có. Mình chú ý chỗ này ha, chú ý không chủ định này nó khác với cái chú ý tự nhiên vốn có sẵn trong cái tâm thức của mình. Chú ý không chủ định đây là một cái loại chú ý mà họ không có nỗ lực, họ không có dùng sức, họ không dùng biện pháp gì cả, mà tại vì ông thầy ông đọc thơ hay quá đi, cho nên cuối cùng nó bị lôi đi luôn, cho nên thuộc bài thơ đó luôn khi ông thầy ông đọc đó. Như vậy trong trường hợp này là mình bị lôi đi luôn rồi,
À, mình bị cái kích thích đó nó tác động và nó hướng cái sự chú ý đó, cho nên mình thấy mình vào những cái nơi ở sân vận động á, ở đó người ta sẽ mở, người ta sẽ la hét, người ta sẽ mở nhạc rất là lớn, hoặc ở vũ trường chẳng hạn, mình sẽ thấy là cái cường độ âm thanh nó rất là lớn, và cái sự trang trí của nó cũng tạo đến cái sự mới lạ, nó tạo ra sự mới lạ để nó tăng cái độ kích thích, để hướng cái sự chú tâm của người ta vào đó. Người ta làm như thế nào để mà mình có thể cảm thấy hứng thú, và mình đi lôi cuốn vào trong đó. Như vậy trong trường hợp này, cái chú ý không chủ định này, đó là do cái ngoại cảnh nó có sức hấp dẫn lớn, cái kích thích đó nó có cường độ cao, cho nên dẫn đến là gì, mình bị nó lôi đi luôn, chứ nó không phải là cái chú ý một cách tự nhiên vốn có. Chú ý một cách tự nhiên vốn có thì nó là gì, không thiếu cũng không dư, nó không thiếu nó cũng không dư, cho nên là nó không có cái sự căng thẳng, nó không cần phải nỗ lực gì cả. Cho nên mình phân định cái chỗ này cho nó kỹ một tí, để mà mình thấy được là trong cái đời sống thì có những lúc mình chú ý theo cái kiểu nào, và mỗi một cái loại chú ý thì mình sẽ thấy nó khác nhau ra sao. Đó. Cái loại thứ hai đó là cái chú ý có chủ định. Cái loại chú ý này là cái loại chú ý có mục đích, có cố gắng nỗ lực, có biện pháp để hướng đến đối tượng. Ví dụ hôm nay mình học thì mình biết hôm nay mình học, cho nên là mục đích của mình chú ý mình lắng nghe để mình có thể nhớ được. Rồi á, khi mà nó ồn quá mình cố gắng nỗ lực là mình tập trung vào cái điều mình đang nghe, để cho nó không có bị chi phối bởi cái những cái âm thanh xung quanh. Rồi mình làm cách này làm cách kia để mình có thể hướng đến cái đối tượng mà mình không bị sao nhãng đi. Như vậy là mình sẽ thấy là mình đang dụng công, dụng sức, mình nỗ lực, cho nên mình chú ý một hồi ấy, mình sẽ thấy nó rất là căng thẳng. Đó là đối với những cái vị mà mình khi mình chú ý lắng nghe mà mình bắt ép mình là phải tập trung chú ý cao độ đó. Như vậy cái đó là chú ý có chủ định đó. Nhưng mà cũng có vị á, họ không bắt ép họ phải chú ý gì cả. Tại vì sao? Vì khi mà âm thanh nó bị, cái tai của mình nó bị cái âm thanh nó tác động, thì cái nghe đó nó vốn sẵn có rồi, chứ mình không bắt ép mình nghe thì nó vẫn cứ nghe thôi. Giống như một cái tiếng chuông á, người ta đánh tiếng chuông thì tai mình tự động nghe. Thì dù mình có bắt mình chú ý hay không thì tiếng chuông nó vẫn cứ nghe, tiếng chuông đó mình vẫn cứ nghe. Như vậy nếu mà mình cái nghe đó là tự nhiên rồi, mình chỉ cần trở về với cái thực tại hiện giờ là mình đã nghe rồi, vậy thì cần gì bắt mình phải chú ý? Chẳng phải mình bắt mình chú ý nghe tiếng chuông nữa, chẳng phải nó thừa sao? Đó, cho nên có người khi mà họ họ nghe giảng thì họ chỉ nghe vậy thôi, họ không bắt ép họ cái gì cả, họ hoàn toàn không có bị căng thẳng áp lực cái gì cả, mà người ta nói cái gì thì mình cứ nghe thôi. Đó, như vậy thì nó có sẵn chú ý rồi đó, thì cái loại chú ý đó nó mới không gây ra sự căng thẳng ha. Cái loại thứ ba đó là cái chú ý sau chủ định. Chú ý sau chủ định như thế là cái loại chú ý như thế nào? Ban đầu vốn nó là chú ý có chủ định, có nghĩa là mình có ý định là mình sẽ tập trung chú ý để mình nghe giảng, để mình nhớ, để mình thuộc bài. Nhưng mà đến khi mà mình vào mình nghe thì ông thầy ông nói quá hay đi, ông nói rất là cuốn hút, cái trình bày của ông nó rất là cuốn hút, rồi nó quá hay, cho nên là mình bị lôi đi luôn, có nghĩa là mình bị cuốn hút bởi cái nội dung mà ông thầy ông nói luôn đó. Thì lúc đó nó sẽ chuyển từ cái chú ý có chủ định sang cái chú ý sau chủ định, có nghĩa là gì, mình bị cuốn vào cái nội dung và cái phương thức hoạt động của cái đối tượng đó. Và mình khi mà nó chú ý sau chủ định nó cũng không có căng thẳng áp lực khó khăn gì hết, mà nó hoàn toàn diễn ra một cách tự nhiên và thoải mái đó. Thì đó là ba cái loại chú ý có chủ định, chú ý không chủ định, chú ý sau chủ định, và một cái loại chú ý là một cái khả năng tự nhiên vốn có của trong tâm thức, nó đã có sẵn, đó là loại thứ tư. Thì đó đó là cái mình nói thêm để quý vị trải nghiệm đó. Thì đó là cái phần chú ý. Đó.
Rồi trong cái phần chú ý này, quý vị có thắc mắc hay có hỏi gì về cái phần chú ý này không? Xin mời. Có hiểu được không? Trong cái phần này mình chỉ cần nhớ về cái chú ý là gì và các cái loại chú ý thôi. Giờ thưa thầy cho con hỏi, việc rèn luyện chú ý có phải là sự tăng định không ạ? Rèn luyện lâu sẽ có định tĩnh nhất tâm phải không ạ? À, không. Tại vì hỏi cái này nó liên quan đến cái liên quan hơi sâu đến nhà mình một tí, thì mình có thể nói được là như thế này. Nếu nói về định á, thì nó có hai cái loại định. Cái loại định thứ nhất đó là cái loại mà định có tầm tứ và định không có tầm tứ, nếu mà chia theo cái kiểu đó cũng được. À, định của thiền định á, thì mới có tầm tứ. Còn định mà gọi là định trong mọi thời khắc, gọi là thời định hay còn gọi là sát na định á, thì định này không có tầm tứ. À, mà đơn giản nó chỉ là cái sự chú tâm một cách tự nhiên trên đối tượng thôi, thì cái đó gọi là định, gọi là định liên tục mọi lúc mọi nơi trên mọi đối tượng đó. Thì như vậy thì khi mà mình nghe tiếng chuông thì mình trở về với cái nghe thôi, thì rõ ràng là định nó đã có sẵn rồi. À, định nó có sẵn tại đó luôn rồi, và khi nghe mình chỉ có nghe thôi, mình chú tâm đến tiếng chuông một cách tự nhiên vậy, thì mình đâu có bắt ép mình phải là phải 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 chưa phải chú tâm đó. Mình không có bắt ép, mình không có rèn luyện gì hết đấy. À, đánh tiếng chuông mình có nghe không? Nghe. Như vậy mình có bắt ép mình phải nghe đâu, mà khi mình nghe mình có thể nghe một cách rất là tự nhiên như vậy, mình không có bắt ép gì cả. Như vậy mình đã có chú tâm là có định sẵn trên cái tiếng chuông rồi. À, rồi mình nghe tiếng chuông từ đầu đến cuối hết. À, khi nào nó hết mình biết nó hết, nó tăng biết tiếng âm nó giảm dần, biết giảm dần. Như vậy cái đó thấy rất là rõ ràng. À, thấy được cái sự diễn tiến của nó một cách rõ ràng. Đó. Đó chính là tuệ, là thấy được cái sự thật nó đang diễn ra đó, nó không có bị cái gì che hết, và lúc đó tâm của mình nó không có hại ai cả, thì đó là giới. Như vậy thì nếu mà nói rằng là gì, việc việc rèn luyện chú ý có phải là sự tăng định hay không, thì nếu mà định là định tầm tứ thì đó chính là sự rèn luyện chú ý. À, định tầm tứ. À, việc rèn luyện lâu sẽ có sự định tĩnh nhất tâm. À, không có, chưa chắc. Nếu mà định tầm tứ thì rèn luyện lâu thì nó khi mà khi mà mình rèn luyện lâu thì mình chú tâm á, thì mình sẽ đi vào định. Mà khi mà đi vào định á, định trong định tầm tứ là định của thiền định á, thì Đức Phật trong cái kinh Đoạn Giảm, Đức Phật này nói cái đó là hiện tại lạc trú, cái đó là hiện tại lạc trú. Mà hiện tại lạc trú thì có nghĩa là gì, nó chỉ đem lại cái lạc ở hiện tại thôi, còn khi mà xuất ra khỏi định thì phiền não nó lại đến thôi, không thể nào nhập định hoài được. Còn cái định mà gọi là định trong mọi thời khắc, gọi là chánh định á, cái định mà không có phụ thuộc vào đối tượng nào cả, mà không có an trú, mà có thể định mọi lúc mọi nơi á, thì cái này á, khi mà tâm mình á, nó đoạn giảm tham sân si, thì tự khắc gọi là cái định nó sẽ tự động nó tăng lên thôi. Cái sự định tĩnh này nó có tự nhiên khi mà nó tâm nó ít bớt đi cái tham sân si, và nó không có bị chi phối bởi cái tham sân si nữa.
tại vì như thế nào, tại vì cái tâm của mình á, khi mà nó có tham, mà tham được nó nổi sân, mà nổi sân lên rồi á, thì bắt đầu là hôn trầm thì miên nó đến à, cái bãi hoại, cái mệt mỏi, cái ù lì thụ động á, à, cái đó nó đến rồi tâm nó cứ nghĩ liên tục, nghĩ cái này nghĩ cái kia à, nó trào thử là nó nghĩ về cái tương lai, rồi nó hối quá là nó nghĩ về quá khứ à, rồi cuối cùng là nó nghi ngờ, nghi ngờ nó thiếu dứt khoát, nó do dự, nó phân vân à, nó phải chọn giữa đúng sai, tốt xấu, hơn thua, được mất. Thì trong trường hợp đó à, thì nó là tâm nó không thể định tĩnh được đó, cho nên nó chỉ có sẽ tăng định khi mà nó nhập định trong cái gọi là cái hiện tại lạc trú là định tâm tứ thôi hả, định của thiền định ngoại đạo á đó. Cho nên là luyện tập nó thì được, nhưng mà được chỉ khi nào mà mình nhập định gọi là định tâm tứ thôi đó, thì được đó. Còn cái định tĩnh mà của tâm tự nhiên á, là cái định tĩnh của các có trí tuệ đó, thì chỉ khi nào tham sân si nó đoạn giảm và nó mất đi cái tham sân si, thì lúc đó là tâm nó định tĩnh một cách tự nhiên mà chẳng cần rèn luyện gì hết đó. Cái đó là cái mà cái điều này nó hơi sâu và nó hơi khó, và cái điều này nó đòi hỏi cái sự trải nghiệm của mỗi người á, thì lúc đó mình mới thấy được cái sự khác biệt của nó đó. Cho nên cái này có lẽ mình nó là một câu hỏi hơi hơi sâu, vì cái này nó liên quan đến cái loại định và phân biệt cái sự khác biệt giữa chánh định và tà định. Đây là một cái trạm phục trừ về mặt về cái có cái trải nghiệm về pháp học pháp hành á, thì mới mới thấy được cái này, cho nên là mình nói thêm cái đó để quý vị trải nghiệm thôi à. Tóm lại, nếu định mà có sự rèn luyện chú ý để tăng định, đó chính là định tâm tứ. Còn cái định mà định tĩnh tự nhiên à, của tâm, đó là khi tâm mà thoát khỏi sự trói buộc của các cái tiền cái à, thoát khỏi sự trói buộc của tham sân si, thì tự khắc là nó định tĩnh à. Nói đúng nghĩa đó là ly dục ly ác pháp, nghĩa là thoát khỏi sự trói buộc của các cái dục à, và các cái bất thiện pháp, thì tự nhiên định nó tự có thôi, nó chẳng cần phải rèn luyện gì hết đó. Rồi câu thứ hai, chú ý này có liên quan đến tầm tứ thưa thầy à. À, có hai loại, lúc nãy mình có nói quý vị là có hai loại à, tầm tức là hướng tâm đến đối tượng, và tứ là dán chặt tâm trên cái đối tượng đó. Như vậy nếu chú ý theo cái ý nghĩa của tâm lý học hiện đại, gồm có chú ý có chú định, chú ý không chú định và chú ý sau chữ định, thì cái loại đó nó sẽ thuộc về tầm tứ. Còn nếu mà cái loại mà mình nói là chú ý một cách tự nhiên, khi mình trở về với lại cái khả năng chú ý tự nhiên vốn có của tâm, thì lúc đó nó chú ý đó nó không phải là tầm tứ, nó chỉ là sự chú tâm một cách tự nhiên trên đối tượng mà thôi, và cái đó nó đã có sẵn rồi, chẳng cần phải rèn luyện gì hết đó. Câu thứ ba, làm sao giữ được sự chú ý tự nhiên vốn có nhẹ nhàng hướng vào đối tượng lâu dài mà không nhàm chán ạ? Cái nhàm chán từ đâu mà có à, nhàm chán từ đâu mà có à, cái nhàm chán nó sẽ xuất hiện như thế này nè. Bây giờ mình lấy ví dụ cho quý vị hiểu là về cái sự nhàm chán khi chú ý nè. À, nó sẽ có cái sự khác biệt khi mà chú ý, cái sự chú ý nó diễn ra này, quý vị sẽ hiểu nè. Có hai trường hợp à, mà khi mình học, có người học á, thì khi mình nghe ông thầy giảng, mình chỉ nghe thôi, mình không đem cái kiến thức của mình đã có sẵn ra để mà mình, cái kinh nghiệm mình đã có, những trải nghiệm của mình và những học thuyết, những kiến thức mà mình có được để mà mình có thể bình luận, phán xét, đánh giá cái điều ông thầy ông nói. Trong trường hợp đó, cái người đó hoàn toàn chỉ nghe, thì lúc đó họ luôn luôn thấy cái mới trong cái điều ông thầy nói đó. Họ luôn luôn thấy cái mới, họ luôn luôn tiếp nhận được cái thông tin mới, và họ càng nghe thì họ lại càng thấy rõ họ hơn. Thì trong trường hợp đó nó sẽ không dẫn đến sự nhàm chán. Còn nếu quý vị nghe với một cái tâm thế là
cái này tôi biết rồi, cái này ông thầy ông nói rồi, và cái này tôi đọc rồi, và quý vị nghe xong quý vị kết luận là đọc rồi, và quý vị thấy nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, sinh ra cái tâm nó không ưa thích, cái đó là cái tâm sân á. Đó chính cái sự nhàm chán đó là nó liên quan đến cái phản ứng muốn 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 đẩy ra. Đó là cái, đó là cái mà nó dẫn đến cái sự nhàm chán. Còn nếu mà quý vị á không có lập trình, không có bắt ép mình cái gì cả, đó, mà mình chỉ cần trở về với cái thực tại thôi, trở về với cái hiện tại đang diễn ra như thế nào, mà mình thấy nó như vậy thôi, mình nghe nó như vậy, mình ngửi, mình xúc chạm, mình nếm nó như vậy thôi, thì nó chú ý tự nhiên thôi chứ sao, đâu đâu cần phải giữ. Cho nên nếu mà chú ý tự nhiên thì không cần phải giữ, giữ làm gì, chỉ cần trở về với cái thực tại hiện giờ là nó đã có sự chú ý rồi. Ví dụ ha, quý vị đang đi mà quý vị trở về với cái đi của quý vị thì chú ý có chưa, nó có luôn rồi chứ gì nữa, bắt cần gì bắt mình phải chú ý khi đi nữa. Cho nên lúc nãy mình mới nói, nếu mà mình bắt mình chú ý nữa, giữ được sự chú ý nữa thì lúc đó nó trở nên thừa. Thêm một cái sự chú ý nữa, cái đó thừa, nó không cần thiết, nó chỉ làm cho nó căng thẳng hơn và nó mệt mỏi hơn của tâm tâm trí thôi. Đó. À, mình có đừng có bắt ép mình nó chú ý vào một cái đối tượng lâu dài. Chú ý vào một đối tượng lâu dài làm chi, mọi thứ nó luôn biến đổi, mình đi thì mình chú ý vào cái bước đi. Nhưng mà bây giờ có người, mình gặp người, mình hỏi chuyện, thì bây giờ mình sẽ chuyển cái sự chú ý sang cái đối tượng mình đang nói chuyện, chứ mình chú ý vào bước đi chi nữa, mà mình phải chú ý lâu dài. Cho nên mọi thứ nó luôn biến đổi, thì cái sự chú ý của mình trên đối tượng nó cũng biến đổi theo cái đối tượng đó, chứ không thể nào mình cứ muốn là mình chú ý lâu dài để làm gì, đâu có ý nghĩa gì đâu. Cho nên chính cái việc cái nhàm chán ở đây là gì, sở dĩ tự nhiên, không phải tự nhiên nó có cái nhàm chán. Nếu mà phân tích về cái nhàm chán thì cái nhàm chán này á, đúng ra nó thuộc về cái hôn trầm thiền miên. Nhàm chán đó là một cái biểu hiện của hôn trầm thiền miên. Và tại sao cái nhàm chán này nó xuất hiện, nó đúng, nếu mà nói đúng 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 bản chất thì cái nhàm chán nó thuộc về si đúng hơn chứ không phải thuộc về sân. À, tại vì sao, tại vì khi mà mình chú ý tự nhiên nó vốn có, mình chỉ cần trở về với cái hoạt động đang diễn ra là mình đã có sự chú ý rồi, thì mình lại mong muốn giữ được sự chú ý một cách tự nhiên tốt nhất lâu dài theo mình. Như vậy cái tham của mình nó đã phát khởi trên ngay trên cái chú ý đó rồi. Và khi mà mình chú muốn như vậy, nhưng mà khi mà trong thực tế mình bị chi phối, bị tác động bởi những đối tượng xung quanh, thì mình lại bắt đầu cảm thấy mình bực bội, mình không thích, à, mình khó chịu với cái việc mà bị sao nhãng đi, thì đó chính là sân. Và khi mà tham sân nó xuất hiện thì bắt đầu là gì, người nó ù lì thụ động, nó bãi quải, nó nhàm chán, nó không có hứng thú. Rồi bắt đầu mình nghĩ này nghĩ chuyện kia, đó là cạn cử. Rồi bắt đầu mình nghĩ chuyện quá khứ, mình dằn vặt những điều mình đã làm, tại sao mình không tập trung được, tại sao mình chú ý được, đó chính là hốt quá. Rồi cuối cùng mình không biết, ủa vậy cuối cùng mình chú ý vậy đúng hay sai, đó chính là nghi. Cho nên nếu mà nó phân tích chỉ kỹ cái chi tiết tiến trình vận hành thì mình sẽ thấy rằng là cái nhàm chán này bản chất của nó chính là cái hôn trầm thiền miên á, cái thiền cái thứ ba trong cái năm thiền cái, nó sẽ xuất hiện sau khi mà cái tâm tham và tâm sân phát khởi, thì nó đến như một cái hệ quả thôi đó. Cho nên mà quý vị sẽ thấy là có nhiều người á, tự nhiên đang làm việc nhà thì không sao, bây giờ đi vô ngồi thiền ngồi ngồi cái nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, mà bình thường đó buồn ngủ. Tại vì sao? Tại vì bắt ép mình mới ngồi thiền, bắt mình phải ngồi để được cái này được cái kia, phải làm theo này làm theo kia đó. Thì cái đó là gọi là tham chứ gì nữa. Mà mình ngồi mình làm được thì bắt đầu mình bực bội, mình khó chịu là sân chứ gì nữa. Mà tham sân nó xuất hiện thì bắt đầu là sao, nó ù lì thụ động, nó bãi quải, nó không có động lực, nó không muốn làm gì hết, nó diễn ra thì là hôn trầm thì biết nó đến thôi. Chứ bây giờ nếu mà mình làm mà mình đang quét nhà thì mình quét nhà, mà khi quét nhà thì mình chú ý chú tâm vô cái chuyện quét nhà vậy, thì mình vẫn cứ định chỉ cần nhất thiết gì phải bắt mình ngồi đó. Cho nên á, nếu như mà mình muốn chú ý được lâu dài và chú ý theo mình, và mình cố gắng để làm điều đó, rèn luyện để được đạt được điều đó, thì chắc chắn rằng là gì, sẽ sinh ra nhàm chán. Còn nếu mà mình chỉ cần trở về với cái thực tại hiện giờ thôi, với cái hiện tại những làm đang làm việc gì, thì hướng tâm đến việc đó thôi là chú ý là đủ rồi, đâu cần phải tốn sức, đâu cần phải căng thẳng gì đâu. Hả?
Thưa thầy, làm thế nào để tăng sự chú ý ạ? À? Tăng trí. Con bị loạn tâm, phân tâm, rất khó tập trung chú ý vào việc gì lâu. Cái này sẽ rất là khó để mà nói được là làm thế nào để mà tăng cái sự chú ý. Nhưng mà bây giờ như thế này nè. Cái việc mà mình bị phân tâm này nó có nhiều cái lý do dẫn đến cái sự phân tâm. Mình cần biết rõ cái lý do của sự phân tâm thì lúc đó mình mới tăng được cái sự chú ý. Ví dụ sự phân tâm diễn ra là tại vì mình hướng ra bên ngoài. Lý do thứ nhất là mình hướng ra bên ngoài để mình tìm kiếm. Mình hướng đến đối tượng nhiều hơn là mình hướng đến bản thân. Mình hướng đến đối tượng nhiều hơn cho nên tâm của mình nó luôn luôn bị lôi đi, thì lúc đó đương nhiên là chú ý nó giảm, nó bị phân tâm là điều chắc chắn. Còn khi một người mà họ hướng đến không phải là đối tượng mà là họ hướng đến bản thân họ, trở về với chính họ, và họ có thể thấy được những gì đang diễn ra nơi mình, thì tự động cái sự chú ý nó tăng lên rồi. Cho nên là hướng về chính mình thì nó sẽ mình hướng về chính mình và mình thấy rõ những gì đang diễn ra nơi mình thì cái sự chú ý tự động nó tăng. Còn khi mình hướng đến đối tượng thì đối tượng tác động và nó quá nhiều đối tượng cho nên mình bị phân tán trên đối tượng đó thôi. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Đó là cái gọi là cái hướng đó, cái tâm của mình nó hướng đến, nó hướng nội hướng ngoại. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, đó là cái tâm của mình nó bị phân tâm là do những cái toan tính của cái lý trí. Cái toan tính của cái lý trí dẫn đến là mình mới bị phân tâm. Mà toan tính của lý trí thì nó chỉ có tham sân và si thôi, chứ nó không có gì khác ngoài đó đâu. Toan tính của lý trí thì nó lọt từ đó chứ nó không chạy được nào hết. Cho nên chỉ khi nào mà mình thấy rõ được cái tham sân si của nơi mình, thì cái tham sân si đoạn giảm thì tự động sự chú ý một cách tự nhiên tăng lên vậy thôi. Đó đó là cách thứ hai, đó là cái nội vấn đề thứ hai. Lý do phân tâm. Cái lý do cái thứ ba mà để mà mình có thể là tăng cái sự chú ý đó là mình tập chú ý, rèn luyện. Bây giờ nếu mà muốn gọi là muốn có thì rèn luyện thôi. Ví dụ ha, mình tập bưng một chén nước hoặc là một cái ly nước, đi một cái đoạn đoạn đường, đi một cái khoảng một cái đoạn đường, mình bưng cái ly nước, mà bưng sao cho nó không có đổ. Để có những bài tập nếu mà mình muốn tập thì đó cũng là cái bài tập để mình tăng cái sự chú ý. Bây giờ mình tập những cái bài tập nó liên quan đến mà có thể mình chú ý, thì ban đầu có thể mình bưng nó đổ hoài nhưng mà dần dần nó sẽ đổ hơn. Nhưng mà cái loại này tập luyện tập cái loại này á, thì nó vẫn có chú ý nó tăng, nhưng mà sao nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Nó căng thẳng, nó mệt mỏi đó. Thì đó là cái một số cái lý do mà nó phân tán cái sự chú ý đi, phân tán cái sự chú ý đi. Cho nên tóm lại, cái sự phân tán của sự chú ý này, cái nguồn gốc sâu xa của nó là tại vì trong tâm tại thời điểm đó là tham sân si nó đang hoành hành, nó đang chi phối, cho nên chẳng có thể nào hướng tâm đến đối tượng được, không chú ý được. Còn một khi mà tham sân si nó giảm và nó có thể là đoạn tận được, thì lúc đó sự chú ý tự động nó có thôi. Lúc đó mình muốn chú ý đâu chú ý, mà bây giờ có bao nhiêu đối tượng, dù mình đi giữa một cái biển người, một cái nơi mà coi như là âm thanh đùng đùng hết và bị tác động đủ thứ hết, nhưng mà tâm mình nó vẫn bình thản không gì á. Thì lúc đó mình muốn chú ý gì mình chú ý thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên khi mà cái tâm của mình nó ít bị trói buộc thì tự động chú ý nó tăng thôi. Còn khi tâm nó có quá nhiều sự trói buộc thì đương nhiên rằng nó sẽ bị phân tán cái sự chú ý. Đó là một cái điều mà chắc chắn là nó có đó. Nói vậy thì nó hơi mơ hồ, nhưng mà quý vị trải nghiệm quý vị sẽ thấy được điều đó. Thưa thầy, rèn luyện chú ý nhiều nhiều thì tốc độ chú tâm vào đối tượng hay sự lìa bỏ đối tượng nhanh và nhạy hơn phải không thầy?
Rèn luyện chú ý nhiều thì tốc độ chú tâm vào đối tượng hay sự rời bỏ đối tượng nhanh và nhạy hơn. Cái điều này cũng khó nói, nó cũng tùy đối tượng nữa. Có đối tượng nếu mà họ rèn luyện được chú cái sự chú ý á, thì cái tốc độ cái chú tâm của họ nó sẽ nhanh hơn, thì cũng cũng có người làm được, có người không làm được. Ví dụ như thế này nè, một người mà cái tâm của họ hiện nay nó không có cái gì bất ổn hết, có nghĩa là nó đang cân bằng, có nghĩa là nó không có sang chấn, nó không có biến cố, nó không có làm một cái gì đó làm cho họ tâm của họ bị dao động á, thì họ rèn luyện cái sự chú ý của họ, cái tốc độ chú tâm của họ nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ dễ chú tâm hơn và nó sẽ dễ dàng cái tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà cũng có người đó, nhưng mà đến lúc mà cái tâm nó bị dao động bởi những cái biến đổi trong đời sống, những cái sang chấn tâm lý, những cái sự kiện như mất người thân, mất người bạn đời, thì bắt đầu nó có những cái đau khổ, nó có những cái xáo trộn, thì lúc đó lại không làm được nữa. Cho nên cái loại mà mình rèn luyện nó có thì mình chỉ xài được một cái thời điểm nào đó, và đến lúc mà nó không phù hợp nữa là nó không xài được, nó không có ý nghĩa nữa đó. Cho nên là cái này nó tùy thuộc vào thời điểm của cái người đó, và thứ hai nữa là tùy tùy thuộc vào đối tượng nữa. Ví dụ như một người mà cái tâm của họ ít tham sân si mà cái tâm thiện nhiều, thì nhiều khi họ họ chú tâm họ rèn luyện nó dễ. Còn cái người mà cái tâm bất thiện quá nhiều thì thì làm sao mà rèn luyện, khó, rất là khó để mà rèn luyện như 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 cái người mà cái tâm thiện nhiều hơn. Như vậy rõ ràng là rất là khó để mà kết luận cái điều này, tại vì nó tùy thuộc vào cái đặc tính của mỗi người nữa, chứ mình không thể nào mà mình nói là mình kết luận như vậy được, thì nó sẽ rất là khó. Còn cái sanh khởi sau khi tiếp xúc đối tượng nó làm nhiễu cái chú tâm sau đó thì làm sao lọc nhiễu thầy? Mình chưa hiểu cái ý này. Nếu mà chú ý thực sự thì nó luôn luôn là hướng tâm đến cái đối tượng, mà đối tượng thay đổi thì nó lại hướng tâm đến cái sự thay đổi của đối tượng, chứ nó đâu có đúng nghĩa. Ví dụ như thế này, quý vị trong hai cái tình huống sau, quý vị sẽ thấy là cái chú ý nào là đúng. Có một nhân viên tiếp tân, họ cổ đang ngồi cổ đánh máy tính, được chưa, cổ đánh máy tính, và có người vào hỏi là nói là bây giờ tôi muốn gặp sếp của cô. Thì bây giờ cái cô này cổ chú tâm vào cái việc đánh máy tính mà chỗ cổ không biết chuyện gì đang diễn ra trơn, cổ nghe người kia nói luôn, cổ chú tâm vô cái việc cổ đang làm thôi. Rồi cái trường hợp thứ hai, một cô đang tiếp tân, cổ đang đánh máy vi tính, cổ đang đánh văn bản mà coi như là cổ chú tâm vô có việc đánh văn bản đó. Rồi cái người mà khách họ vào họ nói là tôi muốn gặp sếp của cô, và cái cô tiếp tân này cổ nghe cái người kia nói, cổ hướng tâm từ cái chú ý cái việc đánh máy đánh văn bản, cổ hướng tâm đến cái đối tượng của mình, đó là cái người khách mới, và cổ phản hồi lại cái thông tin cho người kia, rồi sau đó cổ quay trở lại đối với cái việc đánh máy văn bản của cổ. Như vậy thì cái chú ý nào á, cái chú ý nào thì nó hiệu quả? Đương nhiên là cái chú ý của cái cô thứ hai, đúng không, cái tình huống thứ hai, vì cái chú ý này đâu phải nó cố định trên một cái đối tượng mà lâu 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 dài là nó tốt đâu, tại vì mọi thứ nó biến đổi thì cái sự chú ý nó cũng phải biến đổi theo cái đối tượng đó thì nó mới đúng, nó mới phù hợp chứ. Chứ sao là mình lại muốn cái chú ý là nó phải cố định trên một cái đối tượng và nó đừng có chú ý những cái khác, sao mình phải bắt ép mình như vậy đó. Cho nên trong cái trường hợp này mình sẽ thấy là gì, cái sanh sau nó không hẳn là nó tốt, không hẳn là nó không tốt, mà chính cái sanh sau đó nhiều khi nó mới là cái thực tế của đời sống là nó như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là khi thay đổi về đối tượng thì tâm của mình hướng đến cái đối tượng được thay đổi đó, nó có hướng đến hay không. Nếu nó hướng đến thì đâu có sao đâu, rồi khi nào mà nó hết đối tượng đó thì nó lại trở về với cái đối tượng cũ thì cũng đâu có sao đó. Cho nên là cái đó không thể được gọi là nhiễu, không cần phải lọc nhiễu gì cả. Cái nhiễu là tại vì mình cho rằng cái đối tượng kia là đối tượng chính, cho nên cái xen vào thì mình mới xem nó là nhiễu. Còn nếu như mà mình thấy rằng là gì, tất cả các đối tượng tác động đến các giác quan của mình là bình thường, và mình khi mà mình tác động thì mình biết nó đang tác động và mình bị chú ý, thì mình biết mình đang bị chú ý vậy thôi, đâu có sao đâu, có vấn đề gì đâu mà phải nhiễu, mình gọi là nhiễu mà mình phải đi lọc đó. Khi nào mà mình xem cái nào là chính mà cái khác chen vô thì mình mới xem là nhiễu. Còn khi một khi mà sự xuất hiện của đối tượng là một cách tự nhiên, và chính vì tự nhiên cho nên mình
hướng tâm đến sự 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 thay đổi cái đối tượng một cách tự nhiên thì nó đâu có gì sai, cho nên cần phải làm gì hết đó. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi nếu khi mình hành trì mà cảm giác chú ý bị quá tải như tăng 2 lần sự chú ý gây mệt mỏi như vậy, như thầy vừa giảng, thì lúc đó mình tiếp tục cố gắng tinh tấn tiếp tục thì con thấy trạng thái đó nó sẽ khó thở, mệt mỏi, mồ hôi đổ nhiều, cơ thể nóng, hay là mình phải nghĩ tới khi giới hạn trạng thái đó thì mình phải xả bỏ trạng thái đó để thực hiện lại, làm lại từ đầu. Đúng, phản ứng cái biểu hiện của cơ thể đó là đúng rồi đó. Nếu mà mình chú ý mà tới 2 cái, nó có 2 loại chú ý, nó trong trường hợp đó mình nói lúc nãy mình phân tích quý vị hiểu đó. Cái loại chú ý thứ nhất đó là cái loại chú ý tự nhiên thì mình đã có sẵn rồi thì mình lại không xài, nó vẫn diễn ra, thì mình lại đi thực hiện cái chú ý theo theo mình, và chính vì cho mình thực hiện cái chú ý theo mình cho nên mình cần phải dụng lực, dụng công, mình phải cố gắng nỗ lực rèn luyện, mình dùng sức, và chính vì vậy cho nên là cái thân của mình đó, tâm của mình đó, nó bị căng thẳng trong cái quá trình mà mình quay cái quá trình mà mình hành trì á, cho nên nó mới dẫn đến tình trạng là khó thở, mệt mỏi, đổ mồ hôi, cơ thể nóng. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục như vậy là mình đang làm cho cái thân thể, cái cơ thể và cái tâm trí của mình nó bị suy kiệt đi chứ không phải được nhé. Và mình cứ mình ép như vậy á thì có nhiều khi coi chừng nó loạn thần luôn á, bị tâm thần luôn á. Cho nên là cái đó trong trường hợp đó thì mình không mình mình xả nó ra, mình không làm nữa thì nó là nhẹ. Mình đừng có bắt ép mình nữa theo cái hướng đó. Cái hướng đó là cái hướng gọi là tu luyện á. Tu luyện có nghĩa là phải rèn luyện đó, rèn luyện đó, thì trong trường hợp đó nó sẽ ra tình trạng trên đó. Cho nên cái biểu hiện đó của sự chú ý đó là đúng rồi đó, là hệ quả của cái chú ý theo ta đó, theo mình đó, muốn nó theo ý mình đó, cho nên nó làm rối loạn cái thân tâm của mình đó chứ không có gì hết đó. Thật ra mình không cần bắt ép mình gì hết thì mình vẫn cứ thấy nó, mà cần gì đâu mà mình phải bắt ép đó. Mình vẫn làm được chứ đâu có cần phải bắt ép đâu, vẫn làm. Bây giờ ông thầy đang nói mà quý vị chỉ cần trở về với cái hoạt động học của quý vị thôi, là trở về với cái tác động của âm thanh, của tiếng nói của ông thầy thôi, thì quý vị chỉ nghe thôi thì cần gì phải bắt mình chú ý. Nghe tự nhiên rồi, khi mà âm thanh tác động vào tai thì tai tự động nghe rồi, cần chú ý. Bây giờ mình bắt mình là phải chú ý lắng nghe nữa, có phải thừa không? Thừa chứ gì nữa, bắt làm chi nữa đó. Thì bây giờ nếu mà mình thấy vậy, mình bắt mình chú ý nữa thì nó căng thẳng, thì mình đừng có bắt mình chú ý nữa. Mỗi lần mình bắt mình chú ý thì mình thấy nó căng thẳng hơn thì mình biết là gì, đi 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 đi, đi lộ rồi đó, đi đi lạc đường rồi đó, thì lạc là thì đi đi lại thôi đó. Thì thật ra mình trải nghiệm từng cái rồi mình mới thấy thấy được cái sự khác biệt đó, mình mới thấy được cái sự khác biệt đó. Nhưng cái vị này trong trường hợp này họ trải nghiệm cái chú ý theo 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 mình đó là họ trải nghiệm đúng rồi đó, và cái hệ quả của nó vậy là đúng đó, không có sai đâu. Thưa thầy, chúng con xin được ông thầy thầy cho chúng con xin được cơ ôn tập cuối kỳ được không ạ? Mình chưa học hết chương trình mà ôn tập cuối kỳ gì được sớm vậy? Sao bên này là xin được cơ ôn tập cuối kỳ rồi chưa mà, khi nào mình thi mà mình xin được ôn tập bây giờ, cái đó không có lo đâu. Đến khi mà khi nào nó có lịch thì văn phòng thông báo thì sẽ có cái đề cương thôi, không có lo. Đang học mà lo đề cương ôn tập cuối kỳ là có nghĩa là gì? Mình đang chú ý vào cái khác rồi, thấy không? Dạ thưa thầy, việc âm thanh nhạc lớn tác động, nếu mình làm chủ tâm mình thì không quan tâm đến sự ảnh hưởng của nhạc. Nhưng trường hợp nhạc lớn tác động làm rung tai, tim, tác động tới thân của mình, vậy lúc đó còn có thể làm chủ sự chú ý của mình khi có một tác động liên tục ảnh hưởng tới thân của Thưa thầy, việc âm thanh nhạc lớn tác động, nếu mình làm chủ tâm mình thì mình không quan tâm đến sự ảnh hưởng của nhạc.
Không phải, nếu mà mình không phải làm chủ tâm mình mà nhạc nó tác động thì mình nghe thôi. Bây giờ nếu mà mình nghe nó lớn quá thì mình rời khỏi môi trường đó thôi. Nếu mà mình thực sự cảm thấy nó không phù hợp thì mình rời khỏi môi trường đó thôi. Chứ sao mình phải ở đó mình nghe làm chi? Để nó rung tai rung tim chi? À, cái sự chú ý á, à, hôm trước mình học đến cái gọi là cái cảm giác, nó có cái ngưỡng cảm giác. Và khi mà cái mình nhớ cái quy luật gọi là cái quy luật về cái quy luật về ngưỡng cảm giác nhá. À, quý vị nhớ là cái quy luật về ngưỡng cảm giác trong cái bài cảm giác mình nhớ là gì? Nó có ngưỡng tuyệt đối, mà ngưỡng tuyệt đối nó có ngưỡng tuyệt đối trên, ngưỡng tuyệt đối dưới, là cường độ kích thích tối thiểu hoặc là cường độ kích thích tối đa khi mà các giác quan của mình tiếp xúc với đối tượng. Thì nếu mà cái thính giác của mình mà nó quá ngưỡng thì nó sẽ lưỡng màng nhĩ luôn, là mình không còn nghe được gì nữa luôn, hoặc là nó chưa có đủ gọi là cái mức để mà lũng mà nhĩ thì nó tạo nên cái sự căng thẳng, tạo nên sự căng thẳng. Mà khi mà nó tạo nên sự căng thẳng như vậy thì mình biết mình đang căng thẳng thì mình rời khỏi cái tác động đó để giảm bớt cái sự căng thẳng. Cho tại sao mình ở đó để chi? Cho nó rung tay rung tím, cho nó căng thẳng. À, cho nên là mình làm chủ sự chú ý của mình trong trường hợp đó, là mình cảm thấy rằng là gì, cái môi trường hoàn cảnh đối tượng không phù hợp mà, cho nên mình rời khỏi cái hoàn cảnh cái môi trường đó. À, chứ không có nghĩa làm chủ chủ sự chú ý là cứ ở đó phải chịu đựng cái tác động âm thanh đó. À, hiểu hiểu chỗ đó không? Như trường hợp cơ thể đau bệnh, mình biết thân đau nhưng cơn đau cứ tới cứ đi, hoặc như âm nhạc lớn thì cứ đến cứ đi mà mình không biết khi nào tới. Đi thì có kiểm soát việc này không ạ? Thật ra thì cái âm thanh của mình á, âm thanh của môi trường bên ngoài á, nó có hai cái yếu tố. Mình lấy ví dụ như cái âm thanh mà nó liên quan đến cái là karaoke, hay là những cái tiếng ồn của cái việc hàng xóm họ sửa nhà, hay là cái hoạt động của đời sống á, thì thật ra trừ trường hợp là nó quá lớn, nó quá cái mức mà làm cho mình căng thẳng thì không nói. À, còn trường hợp mà cái âm thanh mà nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đó, và nó làm cho mình mất cái sự tập trung chú ý, à, thì cái này nó liên quan đến cái tâm của mình, nó làm cho mình mất tập trung chú ý, chứ không phải là cái âm thanh ở bên ngoài. Cũng là cái âm thanh ở bên ngoài đó, nếu như mà đó là cái âm thanh mình thích thì mình lại cảm thấy rất dễ chịu, đúng chưa? Nhưng mà đối với cái âm thanh mà mình không thích thì mình lại cảm thấy bực bội. Đó. Như vậy do cái tâm của mình nó dẫn đến cái sự bực bội, khó chịu hay dễ chịu, và dẫn đến cái chú ý nó như là một cái hệ quả của cái quá trình tác động đó. Như vậy sự khó chịu ở bên trong tâm mình á, chứ không phải sự khó chịu nằm ở bên ở ở cái âm thanh ở bên ngoài, ở cái tiếng ồn bên ngoài. Tại vì sao? Tại vì mình nói là cái bằng chứng là cái âm thanh dễ chịu thì đúng, cái cường độ đó thì nó phù hợp với mình, phù hợp với sở thích của mình, thì mình đâu có căng thẳng, mình đâu có mất sự tập trung chú ý, mình đâu có khó chịu bực bội gì. Nhưng mà cái âm thanh đó là cái âm thanh mà mình không thích, à, mà dù nó nhỏ đi chăng nữa thì mình cũng cảm thấy là gì, nó phiền. Như vậy do cái tâm của mình nó đang làm cho mình phiền, chứ đâu phải là cái âm thanh đó. Cho nên trong trường hợp đó, à, mình muốn kiểm soát cái âm thanh đó, mình muốn nó đừng có tiếp tục nữa thì mình mới bế tắc. Chứ bây giờ cái âm thanh đó nó tác động thì cứ chuyện của nó, còn mình thì mình cứ làm việc của mình thôi. Còn bây giờ nó bị tác động, mình biết bị tác động vậy thì mình có cái cách nào đó để mình hạn chế bớt cái sự tác động của âm thanh đó, thì nó sẽ tự động nó nhẹ đi thôi đó. Cho nên là mình đừng có muốn cái môi trường nó theo ý mình, thì nó không theo thì tự nhiên mình sập cái bẫy của chính mình. Đó, thì lúc đó mình mới mất sự tập trung chú ý. Chứ còn nếu mà mình làm việc của mình thôi, à, âm thanh thì mình nghe thôi, à, và nghe mà trong cái khả năng chịu đựng thì mình ở, còn có ở ngoài khả năng chịu đựng thì mình cứ đưa mình đi khác, vậy thì coi như thì nó đâu còn khó chịu nữa. À, còn ví dụ như trường hợp thân đau bệnh cũng vậy thôi. Cái đau của mình á, mình biết thân đau, nhưng mà cái đau nó cứ tới cứ đi, thì cái chuyện đó là nó bình thường, nó tới nó đi, nó tới nó đi. Nhưng mà nếu mà nó đau, nó có nhiều cái đau,
mình phải hiểu được cái cơ chế của cái đau thì mình mới xử lý cái đau được. À, nếu là cái đau đó là do mình tạo ra thì mình đừng có tạo ra nữa thì nó hết đau thôi chứ không có gì đâu. Hả? Còn nếu như mà cái đau đó mà do cái hệ quả của cái thân nó đau, thì nếu mà cái đau đó là do bệnh lý thì mình theo cái chỉ dẫn của bác sĩ. Ừ. Còn nó đau nhiều, đau quá thì có nghĩa là nó quá quá mức chịu đựng, có nghĩa là cái đau đó bất thường thì mình phải cần đến sự hỗ trợ của y tế thôi. Đó. Ví dụ cái trường hợp nào mà mình tạo ra cái đau, ví dụ như mình đang ngồi thiền mà cái khả năng của mình là mình không thể bắt cái già được mà mình ráng mình bắt cho lên thì nó đau là đúng rồi. Ừ, cái đau đó là mình chỉ cần không bắt nữa là nó hết đau thôi. Chứ giờ mình cứ tạo ra cái đau xong rồi là mình lại muốn là bây giờ tạo ra cái đau rồi biết nó đừng đau sao được, đó là cái điều vô lý đó. Hoặc là nếu trong trường hợp đó, nếu mà vị mình ngồi như vậy thì nếu mà trường hợp mà nó cứ nó đau thì cứ ngồi tận cùng của cái đau nó hết đau luôn vậy thôi. Ừ. Trường hợp thứ nhất là đừng có tạo ra cái đau nữa, là đừng có bắt cái già lên nữa. Trong trường hợp quý vị mà nói đây là nó tới nó lùi á thì lúc đó là gì, đừng bắt lên nữa thì nó không đau. Loại thứ hai đó, là trường hợp thứ hai là gì, là cứ để cho nó đau thôi. Cứ để cho nó đau tận cùng của cái đau đó, sau đó nó hết đau. Đó là trường hợp thứ hai, đó là cái mà câu hỏi tiếp theo. Thầy cũng có biết nhiều về mấy cái, có người hỏi thưa thầy cái này mà chú ý được hiểu như thế nào trong 52 tam sở. Nó liên quan cái gì, tôi muốn biết cái đó để làm cái này. Lúc nãy thầy nói rồi, sự chú ý nó chỉ là sự hướng tâm trên đối tượng một cách tự nhiên thôi. Còn nếu như mà sự chú ý mà diễn ra được gọi là cố ý thì nó có ba loại: có chủ định, không chủ định và sau chủ định. Rồi bây giờ quý vị học 52 tam sở rồi, quý vị coi thử cái nào liên quan thì so sánh nó vô vậy thôi. Chứ để nói nhiều khi nó xa quá rồi nó lại không hay. Đấy. Rồi cái đó là cái chú ý, cái quan trọng của cái phần này á, vì chỉ cần hiểu chú ý là cái gì, và có ba loại cái chú ý trong cái sự phân loại của tâm lý học thầy Cương, đó là chú ý có chủ định, chú ý không chủ định và chú ý sau chủ định. Cái chú ý sau chủ định bản chất của nó đó là chú ý có chủ định. À, nhưng mà nó do cái cường độ kích thích, sự hấp dẫn của đối tượng, sự hứng thú, cho nên nó bị lôi đi, cho nên nó chú ý một cách tự nhiên. Đó. Vậy được rồi. Và cái thứ tư là cái chú ý tự nhiên. À, đó là một cái khả năng tự nhiên vốn có của tâm. Như vậy thì quý vị trải nghiệm rồi, lần lượt thấy bốn cái loại chú ý đó trong mình là tự nhiên, quý vị sẽ thấy được là đặc tính của mỗi loại chú ý và cái hiệu quả của mỗi loại chú ý thôi. Dạ thưa thầy, màu sắc có ảnh hưởng tới sự chú ý không? Có, đương nhiên là có, nhưng mà cái đó là ngoại cảnh thôi chứ không phải là yếu tố chính. À, cái đó là ngoại cảnh, cái yếu tố bên ngoài. À, nếu một người mà họ bị họ chi phối bởi cái ngoại cảnh thì lúc đó cái màu sắc nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự chú ý là đúng. À, từ thực ra mà nói không, cái này có, nhưng mà cái này nó liên quan đến một cái chương trình học sâu hơn nữa. À, đó, cái nó thuộc về cái tâm lý về màu sắc á, nó có. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này này, là để mình thấy là nó có nè. Quý vị đang ở trong một cái môi trường học mà nói nếu người ta dùng cái ánh sáng trắng thì đương nhiên là cái sự tập trung chú ý của quý vị nó cao hơn. Tại vì sao? Là tại vì cái cường độ kích thích của ánh sáng trắng là cao nhất và nó có cái tác dụng là nó gây cái sự tập trung chú ý và cái sự tỉnh táo. Cho nên khi mà mình học trong cái môi trường
đang cần cần sự tập trung chú ý thì người ta sẽ dùng cái ánh sáng trắng, và cái màu sắc màu trắng thì nó sẽ dễ tác động hơn. Đó. Còn khi mà ví dụ mình vào một cái không gian mà nó cần sự thư giãn nghỉ ngơi thì đương nhiên là cái hệ thống đèn và cái màu sắc của cái trang trí của cái phòng nó cũng sẽ trở nên khác đi, thì lúc đó cái sự chú ý nó sẽ nhẹ, nó cũng sẽ khác. Đó. Đó. Như vậy mình sẽ thấy là gì? Hoặc là một người mà ở đang trong một cái phòng mà đang đang ở trong một cái phòng học mà cái phòng đó nó được sơn màu đỏ chẳng hạn, đó 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 chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái người đó họ có cảm giác rất là nóng nực, và lúc đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự chú ý của họ. Thì đó là trong trường hợp đó, như cái người mà họ bị chi phối bởi cái ngoại cảnh thì lúc đó nó mới bị ảnh hưởng đến cái sự chú ý này. Còn nếu như mà một người á mà họ lúc nào họ cũng cũng sống với cái thực tại thôi, và cái tâm của cái người đó, cái tham sân si nó đoạn giảm rồi, thì bây giờ cái màu sắc nó cũng ảnh hưởng gì đến cái chuyện chú ý của họ hay không? Họ chú ý là họ chú ý, họ không chú ý thì thôi, chứ ảnh hưởng gì đâu. Cho nên cái đó nó tùy thuộc vào cái đặc tính. Đương nhiên nếu xét trên bình diện về mặt đời sống của số đông thì màu sắc nó có ảnh hưởng, cái đó lúc nãy nói rồi. Còn nếu nếu đứng trên cái bình diện của một cái gọi là một cái người mà giác ngộ thì đương nhiên là cái màu sắc đó nó cũng có chi phối đến cái sự chú ý của họ đó. Thì cái trường hợp nào mà bị ảnh hưởng thì nói cái nào ảnh hưởng thì nói như vậy được quý vị. Điều này có thay đổi dựa trên sở thích màu sắc của một người không? Có. Nếu như mà bị ngoại cảnh chi phối như lúc nãy thì nó. Nếu như mà cái người đó họ sẽ thích một cái màu nào đó thì đến khi mà vào trong cái môi trường đó thì có thể là cái sự chú ý của họ nó sẽ dễ hơn. Do cái cảm xúc của họ là dương tính, cảm xúc tích cực đó. Cho nên dẫn đến có sự tập trung chú ý nó dễ diễn ra hơn. Cái điều đó có thể xảy ra. Thì cái đó là đối với trường hợp là đối với một người bình thường thôi. Chú ý nó diễn ra, chú ý nè, chú ý nó diễn ra song hành trong tất cả các cái hoạt động tâm lý, cho nên rất là khó phân định nó là một cái tiến trình tâm nào. Cho nên là đừng có kết luận cái đó làm chi, từ từ trải nghiệm đưa nó khám phá. Lúc nãy mình nói là có hai cái quá trình mà nó sẽ diễn ra song hành với cái hoạt động nhận thức, và nó cũng phân vào cái nào được hết đó, vì nó diễn ra song hành lúc nào nó cũng có, mà bây giờ mình chia nó giai đoạn nào. Đó, cho nên là mình đừng có kết luận cái đó, mình từ từ mình trải nghiệm đi, để mình sẽ thấy ở cái giai đoạn nào nó cũng cần cái sự chú ý trơn á. Khi xúc là nó cũng có sự chú ý rồi. Như vậy thì nguyên toàn bộ cái tiến trình đó thì nó lúc nào chẳng có sự chú ý, bây giờ sao phân. Cũng như hôm trước thầy nói là thọ chẳng hạn, suy xúc là nó có thọ, thọ nó xuyên suốt luôn, giờ làm sao mình phân nó thuộc cái nào. Cho nên là trí nhớ và chú ý là hai cái quá trình mà nó diễn ra song hành với tất cả các hoạt động tâm lý, cho nên là nếu mà mình phân nó như vậy thì nó không có phù hợp. Từ từ trải nghiệm bây giờ sẽ phân nó ra cái này. Còn bây giờ nó là một cái quá trình mà nó diễn ra song hành, cho nên là sẽ rất là khó để mà có thể phân nó thuộc về cái nào. Khi mà mình thấy mơ hồ cái gì thì mình cứ để đó, không sao hết, từ từ mình trải nghiệm rồi mình sẽ thấy nó thuộc về cái nào.
Còn bây giờ mà mình mơ hồ mà mình cứ muốn đi tìm thì thật ra là nhiều khi nó cũng có chính xác được khi mà mình thấy được đâu. Thầy thì thầy thấy nó không có thuộc về tốc hành tâm. Hành tốc hành tâm nó thuộc về hành ổn mà. Làm sao mà nó thuộc tốc hành tâm được? Mà trong khi đâu phải là chỉ có cái tốc hành tâm mới có chú ý. Đó. Khi mình nhớ lại cái tiến trình tâm qua cái năm giác quan á, quan ngũ môn á, thì khi mà một cái năm giác quan nó bị tác động thì cái ở phần trôi qua và dừng lại nó thêm một sát na, và ở phần rung động thêm hai sát na là ba sát na, rồi lúc đó là bắt đầu là cái tâm của mình nó hướng đến đối tượng, là tiến trình tâm diễn ra là 14 sát na sau đó, đúng chưa? Như vậy cái sự chú ý nó xuất hiện từ cái lúc mà tâm nó bị tác động á. Đó, rồi sau đó trong suốt cái tiến trình diễn ra đó nó luôn luôn có sự chú ý mà, đúng không? Cho nên mình đừng có phân nó vô giai đoạn nào, tại vì nó không có thuộc về giai đoạn nào cả, mà cái tiến trình đó nó diễn ra nó đều có sự chú ý hết. Và khi có sự chú ý như vậy thì trí nhớ nó được lưu trữ rõ ràng hay không rõ rõ ràng thì trí nhớ nó cũng diễn ra luôn. Như vậy thì bây giờ mình cứ mình muốn phân nó chỗ nào vậy cho nó khổ vậy. Đó. Có những cái nào phân được thì mình phân, mình chỉ rõ cho quý vị thấy, còn cái nào mà nó gọi là cái nó diễn ra song hành thì mình không có phân được. Thưa thầy, có những người vừa xuất hiện trong trường nhìn của mình thì mình lập tức chú ý đến họ. Họ rất bình thường theo cách nhìn nhận của những người xung quanh. Em nghĩ có lẽ liên quan gì đó đến nhân duyên trong tiền kiếp, đúng không ạ? Cái chuyện liên quan đến nhân duyên tiền kiếp hay không thì mình khó nói, thì vì đó là cái chuyện của vô hình. Cái quan trọng là bây giờ mình bị thu hút bởi họ thì mình biết họ, mình đang bị thu hút bởi họ. Mình đừng có nghĩ là mình đừng có kết luận là nó liên quan đến tiền kiếp. Thực ra nhiều khi nó liên quan đến nhu cầu của mình thôi chứ không phải liên quan đến tiền kiếp đâu. Nói ví dụ như thế này. Trong đầu của mình luôn luôn thần tượng một cái hình mẫu nào đó. Hoặc là mình đang tìm kiếm một cái đối tượng nào đó. Mà khi mà mình tiếp xúc với họ thì mình cảm thấy là ở họ nó bộc lộ lên những cái đặc tính đó thì tự nhiên cái tâm mình nó bị thu hút. Như vậy nó đúng hơn là cái sự thu hút đó là nó liên quan đến nhu cầu và động cơ của mình nhiều hơn là cái tiền kiếp gì hết. Còn cái đó, cái tiền kiếp nó vô hình lắm và nó mơ hồ lắm, mình nói cái đó nó không có chứng minh được, cho nên mình nói cái đó người ta không có, rất là khó để mà chấp nhận. Nhưng mà thật ra thường thì mình sẽ chú ý đến những cái gì liên quan đến nhu cầu và động cơ của mình, liên quan đến nhu cầu của mình thì mình mới chú ý, còn nó không có liên quan thì mình không bao giờ mình chú ý đâu. Đó, thì cái chú ý nó liên quan đến cái nhu cầu và động cơ của mình thì đúng hơn là liên quan đến cái gọi là nhân duyên trong tiền kiếp. Cái đó mình nói nó hơi mơ hồ, nó hơi xa. Mà mình nói nó không có trên cái thực vậy thì người ta sẽ khó chấp nhận hơn. Đó. Ví dụ khi mình trong số những người mình dự tiệc mình tiếp xúc chẳng hạn, thì những cái đối tượng nào nó liên quan đến cái công việc của mình hay nó liên quan đến cái việc làm ăn của mình thì nhiều khi là mình lại bị thu hút chẳng hạn. Như vậy chẳng phải nó liên quan đến cái nhu cầu của mình sao? Mình đang cần cái gì thì cái đối tượng nào nó, cái này hôm trước mình có nhớ là mình có nói trong cái phần gọi là cái bài gọi là hoạt động á, hoạt động và cấu trúc của hoạt động đó, nhớ không? Là khi mà mình có cái trạng thái thiếu hụt, mình xuất hiện nhu cầu gặp đúng đối tượng thì nảy sinh động cơ thúc đẩy mình tác động, tiến tới đối tượng, tác động vào đối tượng để thỏa mãn nhu cầu. Như vậy thì nhiều khi cái sự thu hút của cái người kia nó hướng cái sự chú ý của mình đến với người kia, tại vì nó liên quan đến nhu cầu của mình. Và chính vì vậy mình có cái động cơ để mình thúc đẩy mình tiến tới với họ thôi. Nhu cầu đó có thể liên quan đến nhu cầu vật chất hoặc là nhu cầu về mặt tinh thần đó, chứ nó không phải hoàn toàn là nó chỉ có về vật chất không thôi đó. Đúng, chú ý là cái sự xuyên suốt đó, nó diễn ra xuyên suốt trong cái tiến trình đó.
thì cái nào nó là một giai đoạn, cái nào là nó tương ứng với cái phần nào thì mình phân nó ra, còn cái nào mà nó diễn ra song hành. Lúc mình nói về cái này mình có nói rõ là trong cái hoạt động nhận thức thì chú ý và trí nhớ là hai cái diễn ra nó song hành, nó diễn ra song hành luôn đó. Và cái chú ý và trí nhớ này nó có liên quan với nhau. Nếu mà cái sự chú ý này nó diễn ra một cách tự nhiên rõ ràng và cái chú ý này nó đầy đủ thì lúc đó trí nhớ nó sẽ rõ ràng và nó chính xác. Còn nếu cái chú ý này mà cái gọi là cái khả năng chú ý của mình nó không có nhiều, nó không đủ, thì đương nhiên lúc đó cái thông tin nó mơ hồ, nó không rõ ràng, thì là trí nhớ nó bị ảnh hưởng. Cho nên cái chú ý và cái trí nhớ này nó cũng có mối liên hệ với nhau, nó tác động qua lại với nhau mà nó diễn ra song hành trong cái hoạt động nhận thức, trong cái tiến trình vận hành của tâm. Rồi hết chưa? Thật ra thì đừng có phức tạp quá, nó quá mình chỉ cần quý vị mà quý vị nhớ hết học cho thuộc là chú ý là cái gì, rồi bây giờ là có bao nhiêu loại chú ý này kia. Thực ra cái đó là mình chỉ học trên cái ngôn ngữ thôi, cái bài học thôi, nhưng mà nếu mà quý vị trở về mà quý vị khám phá bản thân quý vị á, quý vị sẽ thấy được từng cái loại chú ý đó khi mà mình hoạt động trong đời, cái tâm mình nó hoạt động trong đời sống thôi, chứ đâu có xa đâu, nó diễn ra ngay trong đời sống của mình hàng ngày mà. Thì mình là khi mà mình trở về mình khám phá cho mình là mình thấy từng loại nó diễn ra và cái hệ quả của mỗi lần mình chú ý cái loại nào là mình biết liền ha. Đừng có kết luận là như vậy. Đừng có kết luận, đợi mình tí. Đừng có kết luận là chú ý sai quy định sẽ tốt hơn, không, không phải. Đó là mình tự kết luận thôi, nhưng mà thực tế là không phải như vậy đâu. Không phải tất cả các cái sự chú ý đều là chú ý sau chủ định đâu. Có những cái loại là chú ý có chủ định, có lúc thì nó có chú ý không chủ định, có lúc chú ý sau chủ định, và cái này do cái chính cái kích thích mà nó đang tác động vào chính mình đó. Và cái nào nó cũng có cái tốt của nó hết, chứ định cũng có cái không tốt của nó, chứ không phải là mình nói cái nào tốt hơn cái nào. Tại vì sao, ví dụ như thế này nè, cái chú ý không chủ định đó nó có thể giúp mình nhớ cái thông tin, nó có thể giúp mình có thể là ghi nhớ cái thông tin ở một cái thời khắc nào đó, nó vẫn giúp ích cho mình đó. Tuy nhiên á, cái chú ý không chủ định đó mà nếu như mà mình cái thông tin mà mình nhận được nhiều khi nó không tốt chẳng hạn, thì nhiều khi lúc đó nó không còn gọi là có ích cho mình nữa, nhiều khi nó lại hại mình cũng có. Cho nên là cái chú ý nào nó cũng có cái phần tốt và cái phần không tốt của nó, cho nên không có thể kết luận cái nào tốt hơn cái nào, và mình cũng cần phải cố gắng là xây dựng theo cái nào hết, rèn luyện cái nào hết. Cái chú ý có chủ định là cái chú ý mà thường trong cái đời sống người ta dùng nhiều, mục đích là để người ta cố gắng để mà đạt đến cái mục đích là người ta đạt đến cái điều mà người ta mong đợi. Cho nên thường người ta dùng cái chú ý có chủ định, và hầu hết mình thấy tất cả các cái học tập ở các trường phổ thông, cái hoạt động của mình hầu hết đều là chú ý có chủ định hết. Và trong cái quá trình mà chú ý có chủ định đó,
nó sẽ xuất hiện những cái gọi là không chủ định nó xen vào, nó vẫn sẽ có, nó như là một cái sự vận hành của tâm thức vậy thôi. Và do cái yếu tố tác động ở môi trường bên ngoài cho nên nó sẽ có thể là bị lôi đi một cách rất hứng thú và hấp dẫn bởi cái thông tin của cái đối tượng, cho nên nó sẽ trở thành chú ý gọi là sau chủ định. Đó là một cái tiến trình diễn biến bởi cái những cái tác động của cái ngoại cảnh và của chính chủ thể, chứ không thể kết luận cái nào tốt cái nào không tốt đó. Cho nên là đừng có kết luận như vậy. Còn cái mà loại, cái loại tốt nhất đó là cái loại chú ý một cách tự nhiên á, thì cái đó là tốt, cái đó là tốt đó. Mà bây giờ á, khi nào mà quý vị khám phá được ba loại chú ý và cái loại chú ý tự nhiên, khám phá ra được từng loại và mình biết khi nào mình đang chú ý với loại nào, thì tự khắc mình sẽ thấy được là cái kết quả của từng loại chú ý, chú ý loại nào thì dẫn đến hệ quả loại nào, kết quả ra sao, thì quý vị sẽ thấy được từng loại rồi, thì quý vị lúc đó quý vị sẽ biết được cái loại đó nó như thế nào, và lúc đó mình sẽ sống với cái loại chú ý nào đó. Mình trải nghiệm xong rồi thì tự khắc nó sẽ dịch chuyển thôi. Chỉ có điều là có hai cách để mà mình chú ý. Cái cách thứ nhất đó là mình rèn luyện cái chú ý theo mình, thì cái này nó chỉ là gì, toàn là chú ý có chủ định thôi, chứ có rèn luyện kiểu gì nó cũng không thể tự nhiên hết, đã rèn luyện là nó không tự nhiên rồi. Cái thứ hai là chỉ cần nhận biết cái chú ý mình đang diễn ra là chú ý gì thôi, thì mình chú ý, mình biết mình đang chú ý, mà chú ý đó sao để dẫn đến kết quả như thế nào. Ví dụ cái lúc nãy có người họ nói là chia sẻ là cái chú ý của họ khi chú ý quá quá chú tâm đó, thì lúc đó là gì, nó căng thẳng, nó khó thở, rồi nó toát mồ hôi, nó nóng người lên đó đó, họ thấy được cái hiệu quả đó đó, là cái loại đó là chú ý có chủ định đó, thấy chưa. Như vậy chú ý có chủ định quá mức như vậy nó sẽ dẫn đến tình trạng đó đó. Rồi bây giờ có những lúc mà mình cảm thấy mình bị lôi cuốn một cách quá mức và mình chú ý một cách tự nhiên và mình không thấy căng thẳng, thấy rất nhẹ nhàng, bị thu hút đó, đó. Rồi có cái chú ý mà nhiều khi trong quá trình học thôi, cái tự nhiên có cái người nào đó nó phát biểu quá hay đi, tự nhiên cái mình thấm thía cái đó, tự nhiên cái mình thấy hay quá, cái tự nhiên mình nhớ luôn, mình đâu có cố ý gì đâu đó, chú ý đó là chú ý không chủ định đó. Như vậy thì khi mà mình chú ý, mình biết mình đang chú ý, thì dần dần mình sẽ biết được là chú ý đó thuộc chú ý loại nào, và cái mỗi chú ý loại nào xuất hiện thì sau đó hệ quả nó như thế nào thì mình cũng thấy luôn. Thì tự khắc lúc đó quý vị sẽ biết được là cái cơ chế dẫn đến cái chú ý tự nhiên vốn có sẵn, thì lúc đó quý vị sẽ phát huy được nó thôi. Chứ đừng có kết luận là chú ý nào tốt hơn rồi rèn luyện, thì thật ra là cuối cùng mình đã rèn luyện rồi thì nó ra chú ý có chủ định hết. Đó. Thì cái đó là cái mà mình nói là quý vị phải trải nghiệm, cho nên có người học xong rồi là cứ cố gắng để mà làm sao mà chú ý cho nó tự nhiên, mà khi cố gắng để chú ý tự nhiên thì nó còn đâu còn tự nhiên nữa, đúng không? Đã cố 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 ý để mà rèn luyện để nó tự nhiên là nó đâu còn gì là tự nhiên nữa, mà đã tự nhiên thì cần gì phải rèn luyện nữa. Đâu có thêm nữa, nó có sẵn rồi, về lấy ra mà xài thôi, chứ mà tại vì mình không biết nó đang diễn ra trong mình thôi. Thật ra cái chú ý là tự nhiên vốn có sẵn nè, cái chú ý có chủ định, chú ý không chủ định và chú ý sau chủ định là đều có trong cái hoạt động của cái tâm thức của mình hết. Cho nên mình không có cần phải rèn luyện gì hết. Cái chính là mình cần là khi mà mình khám phá chính mình để mình thấy khi nào nó có loại nào thôi, và khi nào mà nó có loại nào thì dẫn đến hệ quả của nó ra sao thôi. Cho nên mình học là mình khám phá cái điều đó, tâm lý nó đang diễn ra trên sóng động, trên cái chú ý nó đang diễn ra trên cái con người của mình, thì mình không khám phá nó mà mình lại cứ đi rèn luyện để mình đạt được cái điều mà mình muốn, thì cuối cùng là mình toàn là tạo ra cái loại chú ý gọi là có chủ định, tạo nên sự căng thẳng thôi, chứ đâu có thấy được ba cái loại còn lại đâu. Hiểu hiểu chỗ đó không? Đó. Cho nên là khám phá cho mình để thấy được cái sự chú ý đang diễn ra nơi mình, rồi khi mà thấy được cái sự chú ý đang diễn ra nơi mình thì nó thuộc loại nào và hệ quả của loại đó, kết quả nó ra sao, để tự khắc hiểu được cái cơ chế nào dẫn đến thôi chứ gì đâu. Hồi nãy có vị mô tả rồi đó, cái chú ý có chú định mà vô hơi thở, mà vô cái hành trì mà chú ý quá mức đó.
nó dẫn đến là gì, phản ứng của cái thân á, phản ứng của tâm đó đó, theo đó thấy hiệu quả rồi đó, là thấy được cái loại chú ý có chú định rồi đó đó, chẳng phải nhờ cái trải nghiệm của mình sẽ hiểu được cái cơ chế của nó sao, cơ chế của sự chú ý và dẫn đến hệ quả sao đó. Như vậy nó có sẵn người trên người mình rồi chứ mình còn gì phải rèn luyện trí. Nhưng mà nếu mà mình chú ý có chú định, chú ý mà không chủ định, chú ý sau chủ định, thì ba cái đó nếu mà mình cứ muốn nó theo mình cứ mình rèn luyện nó thì mình cũng chỉ khổ với cái chú ý đó thôi, cũng căng thẳng mệt mỏi với cái chú ý đó thôi. Mà để ý đi quý vị, hồi nào quý vị mà cứ đi học thì quý vị để ý, quý vị trải nghiệm, quý vị sẽ thấy mình vô lớp học mà với một cái tâm thế hoàn toàn tự nhiên thoải mái, ông thầy nói gì nghe thôi. Rồi ông nghe nghe nói xong rồi bắt đầu mình trải nghiệm, mình từ từ mình khám phá cái điều ông thầy ông nói, thì lúc đó mình thấy cái chú ý là nhẹ nhàng lắm. À, học xong thấy nó nhẹ, và nhiều khi học xong thấy nó cũng khỏe hơn nữa chứ không phải nó cũng mệt. Học xong thấy vui, thấy khỏe, thấy khám phá được nhiều thứ hay. Còn nếu mà học mà bắt mình phải chú ý học, bắt mình là phải ghi đầy đủ đủ thứ hết, rồi bắt mình phải như thế này phải như thế kia, thì cuối cùng học xong thấy rất là mệt. Biết chú ý cái nào là nó hệ quả là sao liền chứ gì đó. Thôi chắc hôm nay nói tới cái phần chú ý này thôi. À, có người hỏi nữa. Dạ thưa thầy, chú ý nghe giảng một hồi ngủ luôn, nhưng không có sự tác động của sự bắt buộc là chú ý gì thưa thầy? Chú ý nghe giảng một hồi ngủ luôn nhưng không có tác động của sự bắt buộc là chú ý gì? Bây giờ thầy chỉ ra cái sự bắt buộc thì sao? Thầy chỉ ra được sự bắt buộc ở đây thì sao? Nhiều khi bây giờ nhu cầu nó, cơ thể nó muốn ngủ, cái thân nó nói cho ta ngủ đi, ta buồn ngủ lắm rồi, ta mệt lắm rồi, cả ngày ta làm việc ta mệt lắm rồi. Cái tâm nó nói không, mày phải ngồi học chứ bên đây mày không có nghỉ học được. Không phải tâm nó đang bắt buộc thân đang ngồi học sao? Thì khi mà cái tâm nó bắt cái thân đang ngồi học, mà cái thân nó quá mệt rồi cho nên nó muốn ngủ, thì cho nên là ngồi ngồi hồi nó ngủ rồi chứ, vậy bắt buộc rõ ràng chứ sao gọi là không bắt buộc. Chứ nếu mà nó không bắt buộc thì nó đi ngủ rồi, thân nó đi ngủ rồi. Đó là đang nói về cái muốn theo cái sự tác động qua lại của thân và tâm. Như vậy thì anh thấy được cái sự bắt buộc chưa? Đó. Đó là được sự bắt buộc thứ nhất. Sự bắt buộc thứ hai. Đó là mình muốn mình học được cái này, được cái kia. À. Học được cái này, được cái kia. Mà mình nhiều khi mình muốn học được cái này, được cái kia, muốn nhớ cho hết, muốn học, muốn nhớ lời giảng, nhớ bài giảng, muốn biết cái này biết kia, mà mình ngồi nghe hàng hồ mình thấy chẳng có biết được gì mới trơn, cái mình chán, cái tự động mình buồn ngủ. Trong trường hợp đó là buồn ngủ của cái phong trầm thủy biến, ngủ luôn, nghe giảng là ngủ luôn đó. Cho nên á, nhiều khi á, mình đang bắt buộc chú ý mà mình không biết mình đang bắt buộc chú ý, chứ không phải là mình nghĩ không có sự bắt buộc đó. Cái điều nó diễn nó hay vậy đó, chứ không phải là mình nghĩ là không có sự bắt buộc đâu đó. Cái bắt buộc thứ nhất lúc nãy mình nói đó là cái của thân, yếu tố của thân. Cả ngày quý vị làm việc có mệt không? Mệt đúng không? Mệt thì cái thân nó nói với mình là gì? Mệt quá giờ đi phải cho tôi nghỉ đi, tôi mệt quá rồi. Tâm nó nói không. Không, không có được ngủ, bây giờ phải đi học chứ, bữa nay vừa học mà sao ngủ được. Như vậy là tâm nó không có chịu theo cái thân, nó bắt cái thân là phải phải ngồi nghe chứ gì nữa. Vậy ép buộc chưa? Ép buộc quá là chứ còn gì nữa. Người sao nói không ép buộc. Đó là mới nói về thân thôi đó, và trong mối liên hệ với tâm đó. Thì quý vị hỏi sao thì mình trả lời vậy thôi. Đó. Bây giờ nhận ra sự bắt buộc chưa? Nói vậy bây giờ nhận ra được sự bắt buộc chưa? Hay là vẫn chưa thấy bắt buộc? Nên nhiều thì nó ngộ. Nhiều khi mình đang làm cái điều đó mà mình không biết mình đang làm. Thì cái đó ông Freud gọi là vô thức. Freud gọi là vô thức. Mà trong nhà mình gọi không thấy được cái sự thật đó thì mình gọi vô minh. Đó. Đó. Cho nên đừng có vội kết luận. Chỉ khi nào mình trải nghiệm rồi tự khắc mình sẽ biết thôi.
mà thực ra là tại sao mà thầy nói được cái đó, tại vì thầy thầy nếm mùi, thầy trải nghiệm qua rồi, đoạn đó thầy đi rồi thầy biết thôi, chứ có gì đâu. Đúng. Thôi thì cứ từ từ khám phá thôi, từ từ khám phá cái sự chú ý của mình, và sẽ thấy từng cái loại chú ý đó nó diễn ra trong cái đời sống của mình, và rồi sẽ thấy được cái hệ quả của nó. Thì từ đó sẽ lúc đó sẽ thấy được cái cơ chế của cái từng loại chú ý. À, mà hiểu được cơ chế rồi thì tự khắc là sống được với là cái loại chú ý tự nhiên là. Ừ. Thực ra cái đó nó có trên quý vị mà nó cũng có trên trên thầy, chứ nó có tất cả mọi người mà, chứ có phải là nó có một mình thầy đâu. Tại vì mình chưa thấy nó hoạt động, mình chưa hiểu cơ chế hoạt động của nó, và mình chưa hiểu cái hệ quả của nó, cho nên mình không sống được với nó thôi. À. Cho nên mấy cái người mà đi rèn luyện thì nó khổ thôi, chứ được cái gì đâu. À, mà càng rèn luyện thì nó ra chú ý có chú định hết đó. Mà chú ý có chú định mà rèn luyện kiểu đó là áp lực căng thẳng, vậy là cứ căng thẳng rồi mệt mỏi. À, vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng có những thứ mà cũng cũng cần phải rèn luyện chứ. Ví dụ bây giờ ngày mai thi mà bây giờ tối nay không có chú ý có chú định thì là có phải chết không? Sao nữa, đúng không? Cho nên đừng cứ kết luận cái nào nó không tốt, cái nào nó tốt, không có. Bây giờ quý vị, ngày mai quý vị thi, tối nay có cần chú ý có chú định không? Có chứ, ai nói không cần chú ý có chú định. Không có chú định, chú ý không có chú định làm sao mà học bài, làm sao nhớ bài mai thi đó. Như vậy mình nói chú ý sau có chú định, gọi là sau chú định là tốt nhất. Rồi bây giờ mai thi rồi, bây giờ mình đợi cái sau chú định ở đâu ra mà để mà mình nó tốt nhất để cho mình dùng đó, phải không? À, cho nên nhiều khi á, khi nào mình cần chú ý có chú định thì mình chú ý có chú định, còn khi nào mình không cần chú ý có chú định thì nó sai nữa đó. Cái sự khác biệt ở chỗ đó là khi nào mình cần mình xài, mình không cần thì mình thôi, chứ không phải là lúc nào mình xài á, thì mình cần cái này thì mình xài cái khác, hoặc là mình không cần mà mình vẫn cứ xài đó, thì lúc đó nó tự trở nên nó không có phù hợp đó. Cho nên thầy lấy một cái ví dụ thực tế là ngày mai thi là tối nay là chắc chắn là phải có chú ý có chú định thôi, chứ không chạy được nào chứ, lúc đó là nó quan trọng nhất rồi đó, nó tốt nhất luôn rồi đó. À. À, cho nên là cái nào nó cũng tốt và có cái nào nó cũng có cái hành chưa tốt, thì mình trải nghiệm ra mình mới thấy được là từng cái nào nó cái cơ chế vận hành của nó ra sao, và cái nào tốt cái nào không tốt, thì lúc đó mình hiểu được cơ chế của nó là mình sống được với nó. Dạ, thưa thầy cho con hỏi việc tự kỷ ám thị. À, một câu này nữa thôi ha. Tự kỷ ám thị hoặc tự thôi miên, tự huyễn áp dụng những phương pháp này như có là tốt trong việc tạo ra môi trường thuận lợi kiểm soát sự chú ý không ạ? À. 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 Tự kỷ ám thị hả? À. Khi một người mà họ tự kỷ ám thị á, thì có những lúc nó tốt chứ không phải là nó không tốt. À, nó cũng có thể giúp cho mình có cái sự tập trung chú ý. Nhưng nếu mà một người mà tập trung tự kỷ ám thị, mà họ tập trung vào cái nội dung tự kỷ ám thị để mà họ đánh mất cái thực tại đi á, mà họ chỉ sống với cái điều tự kỷ ám thị thì nó cũng không tốt. À. Hiểu chỗ đó không? Có nghĩa là sao? Cái tự kỷ ám thị nó chỉ phạm trù trong một giới hạn một cái nội dung nào đó thôi. Trong khi thì cuộc sống thì nó cứ là sống động và nó có đầy đủ và nó luôn biến đổi, mà họ tự kỷ ám thị thì họ chỉ dính, cái tâm của họ chỉ dính vào cái nội dung đó thôi, chứ họ sẽ sống một cách trọn vẹn với những cái cuộc sống đang diễn ra một cách sôi động kia. Như vậy thì họ đánh mất cái thực tại đó, thì trong trường hợp đó cái tự kỷ ám thị nó cũng chưa chắc là đó tốt. Còn cái tự thôi miên thì mình không biết, mình thấy là cái người khác thôi miên người khác, chứ còn cái tự thôi miên thì mình chưa biết là ở đây quý vị muốn nói đến cái gì, có ai có khả năng tự thôi miên hay không. À. Đó. Thôi miên là thường là người ta sẽ bị tác động bởi những cái yếu tố khác. À. Yếu tố bên ngoài. Bởi tác động bởi một người khác, một người có khả năng thôi miên. À. Còn tự huyễn cũng vậy. Tự huyễn là một cái cách để mà mình né tránh cái thực tại, mình né tránh cái việc chấp nhận thực tại, mình chối bỏ thực tại, mình đang trốn trong cái ảo tưởng. Như vậy mình đánh mất thực tại thì sao mà mình kiểm soát được sự chú ý. Ừ.
chú ý là chú ý trên cái thực tại thôi, chứ còn cái mình đang chú ý trên cái mà gọi là cái ảo tưởng thì chỉ có đau khổ thôi, chứ đâu có giải quyết được cái gì. À, cho nên trong cái đó nó không phải là môi trường thuận lợi để kiểm soát sự chú ý ha. À, chú ý là tự nhiên, nó diễn ra tự nhiên, mà đã tự nhiên thì không cần kiểm soát mà cũng cần nỗ lực. Chỉ có chú ý khó chủ định mới cần có sự kiểm soát, à, và có cần có sự nỗ lực. Đó. Rồi, thôi hôm nay tới đây thôi, hôm sau mình tiếp. À, hôm sau mình, à đúng, chú ý vượt qua giới hạn sẽ gây buồn ngủ, đúng, là tại vì sao? Chú ý vượt qua giới hạn là lúc đó là coi như là thân, nếu mà xét yếu tố về mặt thân là nó bị thân nó mệt mỏi thì tự động là thân mệt mỏi là nó sẽ muốn nghỉ ngơi, đó là cơ chế vận hành của thân. Ừ. Còn nếu như mà cái tâm tâm của nó căng thẳng, tâm nó căng thẳng nó kéo dài thì nó cũng sẽ bị sự kiện, nó cũng bị mệt mỏi, tâm nó cũng muốn nghỉ ngơi thôi. À, đúng, buồn ngủ là đúng. Rồi. Rồi mình ngưng ở đây ha. Hôm sau mình tiếp, hôm sau mình sẽ nói về cái chủ đề cái đời sống tình cảm. À, xin chào quý vị ha. Xin cả lớp xin tri ân thầy ạ một phần. Ừ.